Lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân đang được thực thi thí điểm tại một số tỉnh thành và được kỳ vọng sẽ trở thành hồ sơ điện tử trọn đời cho mỗi cá nhân. Khi đã có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử tại bất kỳ bệnh viện nào, bác sĩ cũng có thể xem được bệnh án của người bệnh, giúp chẩn đoán bệnh từ xa một cách chính xác. Tuy nhiên, việc thực hiện này liệu có khả thi hay không? Thực tế đã cho thấy một số bất cập tồn tại. Ngay từ sáng sớm, bà Trịnh Thị Liên đã có mặt tại trạm y tế xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Khám tổng quát, đo huyết áp, cân nặng chiều cao và siêu âm là toàn bộ quy trình mà bà được thực hiện tại trạm. Toàn bộ dữ liệu này sẽ được nhập vào dữ liệu điện tử. Tôi khám như thế này, trước kia thì tôi cứ ngại đi khám bởi vì là cứ ngại thế nọ thế kia, nhưng mà bây giờ các anh các chị vào đây tôi khám thì tôi thấy rất thoải mái. Em thấy đây là cần thiết cả toàn dân, cho dân nhà em ạ, là phải cần nên có một chương trình để khám này để chúng em và con em chúng em được biết bệnh tình ra sao. Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương đầu tiên thí điểm lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử cho người dân. Khi triển khai, ngành y tế ở đây cho biết họ gặp khá nhiều khó khăn. Hầu hết các trạm y tế xã đều chưa đủ điều kiện và trang thiết bị để có thể thực hiện được việc này. Các xét nghiệm hóa sinh, thông số về nhóm máu chưa thực hiện được. Cái xét nghiệm máu trong cái chương trình khám lập hồ sơ sức khỏe là do phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và sự chỉ đạo của cấp trên. Cho nên về thực tại là chúng tôi chỉ có khám lâm sàng và siêu âm. Thì Bộ Y tế cần phải có cái văn bản hướng dẫn rất là cụ thể đấy, về vấn đề quy trình, thế rồi vấn đề nội dung liên quan đến vấn đề khám. Ví dụ như là khám quản lý sức khỏe như vậy thì khám những chuyên khoa gì, thế và vấn đề làm các cái xét nghiệm và các cái cận lâm sàng gì. Không chỉ Bắc Ninh mà ngay tại Hà Nội, việc triển khai này cũng gặp nhiều bất cập. Quận Long Biên và huyện Gia Lâm là hai quận huyện triển khai thí điểm đầu tiên được Sở Y tế đầu tư nguồn lực. Nhưng sau 15 ngày triển khai cũng mới chỉ đạt khoảng hơn 50% số người trong nhóm đối tượng đến lập hồ sơ. Chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế về là khi xét nghiệm cộng đồng như thế thì phải hướng dẫn của Bộ Y tế là sẽ cái phương pháp nào để đảm bảo thống nhất trong giữa các cơ sở y tế với cộng đồng, để đảm bảo cái độ chuẩn xác cũng như thống nhất về các cái phương pháp để đảm bảo được cái độ tương đối độ chuẩn xác về xét nghiệm máu. Rõ ràng việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại các địa phương đang có nhiều bất cập. Không chỉ các thông số về sức khỏe không đồng bộ, mà một vấn đề khác được đặt ra là độ chính xác các thông số trong hồ sơ khi đến khám ở tuyến dưới. Và khi người bệnh phải lên tuyến trên điều trị, thì liệu kết quả ấy có được các bệnh viện ở đây công nhận, hay bệnh nhân vẫn phải làm lại theo các bước từ ban đầu. Những bất cập, vướng mắc này cần có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh để một chủ trương lớn không phát huy hiệu quả trong thực tế, gây lãng phí cho cả nhà nước và người dân. Đơn Dương hiện có trên 11.000 con bò nuôi lấy thịt, trong đó có khoảng 60% là bò lai. Tuy nhiên, số hộ chăn nuôi bò thịt thường tập trung ở các hộ đồng bào dân tộc ở các xã vùng ven, nơi vẫn còn diện tích đồng cỏ. Nhưng việc chăn thả cũng ngày càng khó khăn hơn.